công nhiệm xin chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin chứng khoán được phát trên kênh YouTube ITP Club Channel. trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, với thị trường chứng khoán của chúng ta thì đã có một cái phiên tăng điểm tốt hơn so với cả cái phiên mở cửa đầu năm. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường tăng 12,45 điểm và xác nhận vượt qua cái vùng kháng cự 1137 điểm thì với tín hiệu hiện tại của thị trường thì đang có chiều hướng là tiệm cận một cái vùng đỉnh ở trong giai đoạn trước đây là rơi vào tầm tháng 10 là cái vùng 1155 1160 điểm. Với cái vùng đó thì nó sẽ là một cái vùng cản ở trong ngắn hạn với chỉ số VN đấy Thì khi mà vượt qua được những cái vùng này thì khi đó thì thị trường sẽ có những cái chiều hướng kỳ vọng tích cực hơn khi mà những cái tín hiệu trung hạn có thể là sẽ có chiều hướng xác nhận và lúc đó thì chúng ta có thể kỳ vọng xa hơn với thị trường sẽ có một cái sóng tăng về trung uh, dài hạn. Uh, tuy nhiên thì thời điểm này thì chúng ta vẫn còn phải quan sát chờ đợi thêm những cái yếu tố đồng thuận của những cái nhóm ngành khi đó thì chúng ta mới kỳ vọng là thị trường vượt qua vùng đó thì sẽ trở lại cái vùng đỉnh uh, quanh những cái vùng 1254 điểm cũng như là có thể đi xa hơn. Thế còn tín hiệu hiện tại của thị trường thì đang có chiều hướng vượt qua cái đỉnh uh, cũ thì đang có chiều hướng là chúng ta sẽ kỳ vọng là với thị trường đã tạo được cái đáy sau uh, cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước rồi như vậy thì cái xu hướng tăng để nó đang có chiều hướng xác nhận rồi thì về mặt biểu đồ theo xu hướng thì chỉ báo MACD thì đã dương rồi và chỉ báo D cộng với đã cắt lên với D trừ rồi Azon thì quay trở lại dương và đây thì chỉ báo À, AD chỉ đang ở vùng 18 điểm, như vậy thì có thể tăng thêm tiếp trong một vài phiên giao dịch tới thì sẽ tăng lên trên 20 và khi mà tăng lên trên 20 thì lúc đó thì thị trường có chiều hướng là uh, tất cả các chỉ báo đều xác nhận là đang ở trong xu hướng tăng, khi đó thì chúng ta sẽ có kỳ vọng thị trường uh, có thể là có một cái tín hiệu là tiếp diễn cái xu hướng tăng về trung hạn để có thể kỳ vọng là À, cái sóng trung hạn sẽ là cái sóng mà chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Thế nên là giai đoạn này khi mà thời điểm này thị trường tích lũy thêm khoảng đâu đấy là tầm 3 đến 4 tuần nữa thì đó sẽ là thời điểm mà thị trường có được cái sóng tăng trung hạn để chúng ta có thể kỳ vọng kiếm được lợi nhuận nhiều ở trong cái quá trình đầu tư chứng khoán. Thế nên là với những cái điểm mua ngắn hạn là giai đoạn này với những cái cổ phiếu để chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn để mà chúng ta tham gia vào cái mặt điểm mua kỳ vọng cho những cái tín hiệu sóng tăng theo xu hướng ngắn cũng như là kỳ vọng luôn cả những cái sóng tăng theo một cái xu hướng về trung hạn ở đây thì trong đầu tư anh chị và bạn biết là nếu mà từ những cái sóng ngắn sau đó đến những cái sóng theo xu hướng và sóng theo trung hạn thì sẽ là cái sóng mà chúng ta tham gia được ở trong những cái vùng tín hiệu sớm nhất đó là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều nhất ở đây thì những cái cổ phiếu nào đang có những cái tín hiệu điểm mua trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì công nhiệm sẽ lọc ra để anh chị các bạn có thể nắm bắt được. Thì ở đây thì nó là những cái tín hiệu mà cái con bot này thì công nhiệm mà à, bách test rồi thì cái tỷ lệ đúng của nó sẽ rơi vào à, khoảng đâu đấy là tầm được khoảng tầm 33 đến 35 phần ừ, trăm như vậy là một lần đúng hai lần sai. Tuy nhiên thì mỗi lần đúng trung bình lợi nhuận nó được khoảng đâu đấy là tầm 20 phần còn những cái lần sai thì trung bình cắt lỗ khoảng đâu đấy là tầm 5%. Thì trong quá trình đầu tư với cái mức gọi là chấp nhận rủi ro một lần đúng, hai lần sai mà với cái mức lợi nhuận như vậy thì như vậy nó có thể bù đắp được cái phần thua lỗ và nó vẫn giúp cho chúng ta gia tăng được cái tài sản ở trong dài hạn. Nên đây là những cái tín hiệu ngắn hạn thì công nhiệm sẽ lọc trước Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, những cái cổ phiếu mà đang có những cái điểm mua ngắn hạn bao gồm ba uh, con A, rồi tiếp đến là cổ phiếu APH cùng họ này, rồi ALV, tiếp đến là BAF, rồi BCC, uh, cổ phiếu C4G, rồi C2, cổ phiếu DAG, cổ phiếu Thế giới số, tiếp đến là cổ phiếu DGH này, EVF, rồi FCL, FIT à, RIL, rồi KHG này LT2 OGC PLC, à, rồi phú tài để xác nhận tín hiệu bán ngắn để chúng ta cần chú ý là có tín hiệu bán ngắn rồi nếu mà chúng ta đầu tư lướt ngắn thì trong thời điểm này thì cần chú ý là có tín hiệu bán thì chúng ta cần tuân thủ tránh cái trường hợp mà đã tham gia đúng điểm mua rồi đến khi có điểm bán mà chúng ta không tuân thủ thì ví dụ chúng ta mua ở trong những cái điểm giá 49.5 này chẳng hạn thì đến khi mà có điểm bán thì chúng ta không bán thì đến khi nó giảm sâu xuống dưới cái vùng 50.8 này chẳng hạn thì lúc đó thì chúng ta lại thấy xấu quá rồi chúng ta bán ra thì nó lại tạo đáy nó đi lên Thế nên là bán luôn ở trên này khi mà có tín hiệu bán thì như vậy thì công nhận thấy nó phù hợp hơn và bây giờ thì cũng đang có tín hiệu như vậy thì từ tháng 6 đến hiện tại thì trong nửa năm thì có một cái tín hiệu mua uh, hai cái tín hiệu mua và có tín hiệu bán thì gần như là hai tín hiệu này đều có cái mức sinh lời cả thế còn trước đó thì nó cũng đã có lần này có tín hiệu thì cũng lời một chút lần này có tín hiệu thì cũng lời như vậy thì trong một năm vừa qua thì với cổ phiếu phú tài này gần như là những cái tín hiệu mùa đều mang lại được cái mức lợi nhuận xác suất đúng thì với cổ phiếu phú tài thì nó ở mức cao tiếp đến là những cái cổ phiếu khác như shb shb thì hiện tại hôm nay thì đang có những cái tín hiệu về điểm mua này rồi smc SMC thì tín hiệu này là tín hiệu bắt đáy về trung hạn với cổ phiếu SMC. Anh chị nào mà xác định đầu tư trung dài hạn, chú ý SMC là một điểm mua mà công điện thấy tương đối là đẹp để chúng ta mua làm giữ về trung dài hạn. Tiếp đến là SSI này rồi TV2, Vietcombank, à VGI, Vinamilk. À, Vinamilk Vinamil hôm nay đang có điểm mua ngắn hạn rồi. Và điểm mua này chuẩn bị tạo điểm mua theo xu hướng rồi. Thì cũng phải thêm một hai phiên nữa để mới tạo được điểm mua theo xu hướng. Thế còn để mà bắt đáy về trung hạn thì cũng không phải. Thì điểm mua này thì chủ yếu đánh lướt ngắn thôi. Thì đó là những cái tín hiệu với những cái điểm mua ngắn. Thế còn đến với những cái tín hiệu về uh, điểm mua theo xu hướng. Điểm mua theo xu hướng thì nó sẽ được cái xác suất đúng cao hơn. Uh, với tỷ lệ đúng nó khoảng ở đây 40% và sai nó 60% như vậy là uh, với tỷ lệ đúng thường là một lần đúng thì 1,5 lần sai thì thường là tham gia vào những cái tín hiệu theo xu hướng thì cái độ chắc ăn nó sẽ cao hơn nhưng mà khi mà chắc ăn cao hơn thì dĩ nhiên là vùng giá thì mua thì nó sẽ cao hơn rồi và đây những cái cổ phiếu mà tạo được cái tín hiệu mua theo xu hướng thì cũng là baf thế giới số fit ksb hôm nay thì nó vào tín hiệu theo xu hướng rồi ogc rồi pan phú tài thì đang cảnh báo bán tiếp này vgi cũng vào tín hiệu theo xu hướng vpg. Như vậy là những cái cổ phiếu mà như VPG này chẳng hạn, trong ngày hôm qua để công nhiệm có view là tín hiệu mua ngắn hạn. Hôm nay thì nó tạo tín hiệu mua theo xu hướng rồi. Hay là kể cả KSB hôm qua thì cũng có những cái tín hiệu mua uh, ngắn hạn này. thì hôm uh, hôm trước thì hai hôm trước để hôm nay nó bắt đầu tạo tín hiệu mua theo xu hướng. Thì như vậy là chúng ta tham gia được từ những cái điểm mua sớm hơn. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có được một cái lợi thế vùng giá tốt hơn thế còn hôm nay mua thì vẫn là trong cái vùng giá mà giả sử như trong một hai phiên tới có giảm điểm thấp hơn những cái vùng giá đỉnh của ngày hôm nay thì chúng ta vẫn là những cái vùng giá mà chúng ta có thể tham gia để kiếm lợi nhuận được ở trong cái quá trình đầu tư đây là về cơ hội ở giai đoạn này thì đang có rất là nhiều với những cái cổ phiếu có tín hiệu mua cũng như là có cả dòng tiền tham gia đây là những cái giai đoạn mà công nhiệm thấy chúng ta có thể là kỳ vọng để mà tham gia thị trường trở lại rồi hay là chúng ta đã mua với cổ phiếu rồi thì chúng ta tiếp tục gồng để mà chúng ta nắm giữ kỳ vọng được cái mức lợi nhuận cao hơn thì đó là công nhận view về những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mua bán ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thế còn về thị trường chung ở đây thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì với thị trường chung chỉ số vn đang có những cái chiều hướng là tăng điểm và trong ngày hôm nay thì Kết thúc phiên giao dịch chỉ số vn đang đóng cửa 1144.17 điểm, tăng 12,45 điểm, tăng 1,1% với thanh khoản giao dịch là 14.710 tỷ. Đây là một mức thanh khoản thì cũng không phải là cao. Tuy nhiên thì áp lực bán ở giai đoạn này nó đang ở mức thấp xuống rồi và cái chiều mua giá lên thì cũng đang có chiều hướng là là có thế nên là với cái mức thanh khoản thấp nhưng mà thị trường vẫn còn tăng điểm tốt như này là rất là rất là tốt ở trong cái quá trình đầu tư tiếp đến là về khối ngoại họ vẫn bán dòng thôi 206 tỷ với sàn HOSE còn với sàn HNX tăng 1,65 điểm tăng 0,72% thanh khoản giao dịch là 1,14 nghìn tỷ khối ngoại thì bán dòng gần 8 tỷ với sàn HNX sàn Upcom tăng 0,22 điểm tăng 0,25% thanh khoản giao dịch là 563 tỷ khối ngoại thì bán dòng hơn 11 tỷ với sàn Upcom thì hôm nay với thị trường ấy thì tổng cái mức giao dịch cả ba sàn ở đây là khoảng đâu đấy là tầm 15.800 này. Thì như vậy khoảng đâu đấy là tầm 16.300, 16.400 tỷ mà không phải là một phiên giao dịch tỷ đô. Nhưng mà thị trường tăng như này thì cũng khá là tuyệt vời rồi. Với uh, chiều tăng được hỗ trợ điểm số từ những cái nhóm công nghệ thông tin này, du lịch và giải trí, bán lẻ này, hóa chất này, ngân hàng, hàng và dịch vụ công nghiệp. Uh, nhóm cổ phiếu ngành thép, y tế, xây dựng và vật liệu này, dầu khí, chứng khoán thực phẩm và đồ uống, điện nước xăng dầu khí đốt, hàng cá nhân và gia dụng, viễn thông và động sản. Trong khi đó là chiều giảm ảnh hưởng từ uh, những cái cổ phiếu nhỏ như là truyền thông, ô tô và phụ tùng, bảo hiểm. Thì còn nhóm đầu tư chứng khoán phi chứng khoán này thì liên tục đi ngang rồi. Về thị trường ở đây thì hôm nay tiếp tục tăng điểm và đang có chiều hướng là vẫn là kéo những cái đường trung bình lên lên. Như vậy thì đang có chiều hướng cũng khá là tích cực về trung hạn rồi. Khi mà kéo được cái đường MA50 này đi lên thì như vậy là và chúng ta có thể kỳ vọng là những cái tín hiệu trung hạn là giai đoạn sắp tới. Và hôm nay thì với sàn HOSE thì có 395 mã tăng, 106 mã giảm, 71 mã tham chiếu. Thế còn với sàn HNX 118 mã tăng, 54 mã giảm và 62 mã tham chiếu. Sàn áp 140 mã tăng, 99 mã giảm và 108 mã tham chiếu. Trong khi đó ở đây thì à khối ngoại thì hai phiên gần đây thì vẫn đang quay trở lại bán dòng. Còn khối tự doanh ở đây thì gần như là cũng không tham gia nhiều uh, về cái mặt điểm mua ở trong uh, tham gia mua ở giai đoạn này nhiều. Mà thiên hướng này cũng chủ yếu là đi ngang thôi. Thế còn về những cái cổ phiếu trụ lớn ảnh hưởng tới điểm số trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì ở chiều tăng được hỗ trợ từ Vietcombank, BID, GVG, ACB, rồi CTG, Hòa Phát, Việt Nam Airlines, này, Techcombank, rồi Vinhome. Ở chiều giảm ảnh hưởng từ những cái cổ phiếu như là SSB, này, BCM, nhựa Bình Minh, HDG, SIP, VGI, FIZ, KOS, rồi DABACO và MIG. Thì đó là những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường. Thì bây giờ thì công nghiệp sẽ uh, lướt qua những cái nhóm ngành chính đó là uh, ngân hàng, rồi dầu khí, rồi thép và bất động sản uh, để anh chị bạn chúng ta có thể tham khảo uh, thêm những cái cổ phiếu khác. Thì trước khi đi vào uh, những cái uh, nhóm ngành này thì anh chị đang theo dõi video để có thể ủng hộ công nhiệm những cái lượt like, những cái lượt đăng ký kênh hoặc là comment thả tim nếu mà theo dõi sau để giúp video công nhiệm có tính lan tỏa hơn tới cộng đồng nhà đầu tư giúp công nhiệm thì chia sẻ và giúp ích được anh chị đầu tư theo những cái tín hiệu mà công nhiệm đã bách test được rồi để mà chúng ta có thể đầu tư lâu dài hiệu quả hơn. Thế còn anh chị nào mà hiện tại chúng ta đang có nhu cầu mở tài khoản chứng khoán hoặc là chúng ta đã có rồi nhưng mà chưa tìm được phương pháp đầu tư hoặc là chúng ta chưa tìm được cái người uh, tư vấn hướng dẫn mà anh chị bạn thấy uh, phương pháp tư vấn hướng dẫn và công nghiệm phù hợp thì anh chị bạn có thể liên hệ để uh, về đồng hành cùng công nghiệm và giúp khách hàng của công điện để chúng ta uh, đầu tư uh, theo những cái phương pháp chiến lược mà công nghiệm đã xây dựng ở trong giai đoạn sắp tới thì uh, trước tiên là nhóm cổ phiếu bất động sản À, VIC hiện tại thì uh, chủ yếu là nó vẫn đang uh, duy trì những cái tín hiệu về cái mặt điểm mua thôi Vinhome thì cũng đang duy trì về cái mặt điểm mua Thế còn nó hơi xa để mua một chút Còn VIC thì ví dụ như là nó rung lắc giảm thì nó vẫn còn quanh những cái vùng giá mua được Novaland thì chưa có điểm mua như vậy là hơi yếu Novaland giai đoạn này chúng ta có thể không uh, chú ý nhiều Tiếp đến là VGE thì cũng hơi yếu Chúng ta cũng có thể bỏ qua Điểm mua thì nó cũng có nhưng mà cổ phiếu này thì yếu phát đạt đoạn này thì cũng yếu trên sóng trước thì nó khỏe hơn nhưng đến trên sóng này thì cũng nhận thấy là nó hơi yếu và có thể là nó sẽ tích lũy thêm một giai đoạn nữa sau đó thì bắt đầu mới tăng bứt phá được hát ở đoạn này thì cũng có chiều hướng là hơi yếu à, hôm nay thì thị trường tăng nhưng mà nó lại giảm và nó lại đang thể hiện là có chiều hướng yếu hơn cả chỉ số VNX cổ phiếu gì cũng vậy hôm nay thì cũng chưa có tín hiệu gì cả đất xanh cũng chưa có tín hiệu về cái mặt điểm mua ngắn hạn điểm mua sớm Năm long thì nó có tín hiệu rồi và nó test lại thì thường công nghiệm khuyên này cho bạn mua ở trong cái chiều nó đang giảm như này hôm nay nó tăng như này thì vẫn là tham gia mua được hoặc là ngay đầu phiên hôm sau mà nó vẫn có giá 37 thì chúng ta vẫn tham gia mua được DIG cũng vậy vẫn còn vùng giá mua HDG thì hơi xấu rồi HDG thì chưa có tín hiệu bán còn bán kỳ vọng vùng đỉnh thì nó đã có phân kỳ ta hai đoạn cũng như ba đoạn để chúng ta có thể kỳ vọng bán đỉnh rồi Thế còn xét về tín hiệu bán ngắn thì chưa có EGC thì chưa có điểm mua mới rồi SCG thì có điểm mua rồi thì chúng ta có thể xem xét là ngay trong vùng giá hiện tại thì chú ý là nó anh chị nhìn ở bên dưới này thì nó so với cả index thì nó đang yếu hơn thì chúng ta sẽ cố gắng lựa chọn những cái cổ phiếu khỏe hơn so với thị trường chung với chỉ số index để chúng ta có thể kỳ vọng là đầu tư vào được những cái cổ phiếu khỏe hơn thì chúng ta sẽ có được cái mức lợi nhuận tốt hơn so với cả những cái cổ phiếu kia HDC đoạn này yếu này À, Lbb thì uh, có khỏe hơn ở đây thì nhưng mà thanh khoản nó hơi thấp rồi tiếp đến là qcg thì yếu này rồi uh, tdc ở đây thì đoạn này cũng yếu uh, hqc hôm nay thì uh, tăng trần và uh, có điểm mua uh, ngắn hạn nhưng mà nó chuẩn bị gặp những cái vùng kháng cự khá cứng rồi thì thường là trong cái vùng này thì tuần, tuân thủ những cái chiến lược bán mua bán ấy. thì hôm trước thì nó đã có điểm bán rồi thì chúng ta thoát ra thế còn giả sử hôm nay mà có điểm mua nhưng mà với cái nền giá rộng như này thì cũng nhận thấy là chúng ta không nhất thiết phải đua đâu chúng ta sẽ chờ nó có rung lắc nó sẽ còn rung lắc để chúng ta tham gia trở lại quanh những cái vùng giá thấp hơn ở giai đoạn sau này OGC hôm nay có tín hiệu như này khá là đẹp này có tiền vào và tín hiệu mua như này thì cũng nhận đánh giá là tín hiệu đẹp của cổ phiếu nó chỉ thiếu mỗi cái là nó chưa khỏe hơn dẫn sóng so với cả viên đách thôi Likoji chưa có điểm mua nhà Đà Nẵng hôm nay có điểm mua ngắn hạn rồi rồi TG ở đây thì Uh, hiện tại thì chưa xác nhận về mặt điểm bán vẫn nắm giữ được theo cái trend ngắn hạn cũng như là theo uh, cái trend xu hướng về trung hạn. ITC hôm nay cũng tăng tiếp, chưa vẫn duy trì điểm mua hôm trước thôi như hơi lỡ điểm giá để tham gia mua rồi. Ở đây thì những cái cổ phiếu khác như SGR bỏ qua, BLG bỏ qua này, IDG chủ yếu đi ngang thôi, TTH bỏ qua, VCR bỏ qua này, HA cũng vậy, VPH cũng vậy này rồi IPA IPA thì hôm trước có điểm mua tiền vào rồi đang test lại tích lũy lền ở đây thì thường là chúng ta sẽ tham gia quanh những cái vùng giá hiện tại LIG thì cũng bỏ qua này TCH cũng vậy TCH ở đây thì nó hơi xa cái điểm mua rồi thì đoạn này thì chủ yếu là nắm giữ thì vẫn đang nắm thôi thì còn mua mới thì cũng nhận thấy là cũng không phù hợp ở trong cái thời điểm này thế còn KHG ở đây thì hôm nay thì có điểm mua cũng có tiền vào một chút rồi nó hơi yếu hơn so với VNDAX nhưng mà đang có điểm mua đang trong vùng giá nhà đầu tư lớn họ gom nhiều nên là khi mà cạn đi cái lượng cung rồi thì cầu ở đây chỉ tham gia một chút là bắt đầu nó có chiều hướng là vượt qua và tăng lên DTD cũng chưa có điểm mua mới này rồi tiếp đến là một vài những cái cổ phiếu bên dưới CSC chưa có điểm mua mới VC7 cũng chưa có điểm mua mới Sell thì có điểm mua nhưng mà nó chủ yếu sideways thôi Mua trong vùng này thì chủ yếu là ngồi chờ nó tăng thôi đây chưa có điểm mua mới này. FIZ thì tiếp tục giảm thôi. Giai đoạn trước có view với anh chị là nó sẽ có chiều hướng tìm về cái điểm mua trước đó của nó. Ví dụ ở đây là vùng 14 hoặc là về dài hạn nó là cái vùng khoảng 7. Đây là nó sẽ thiên hướng là sẽ vẫn còn giảm tiếp. Cái bản chất của cổ phiếu là tăng từ đâu thì sẽ giảm về từ đó thôi. Đây là anh chị bạn chú ý là trong quá trình đầu tư thì uh, cổ phiếu thì chủ yếu là chúng ta mua bán sang tay với những nhà đầu tư khác chứ không phải là đầu tư vào doanh nghiệp doanh nghiệp chỉ huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và khi mà nó tốt thì thu hút được cái lượng cầu vào những nhà đầu tư đang nắm giữ họ không bán ra thì khi đó thì bắt đầu tăng lên được cái bùng giá cao và khi mà tăng lên giá cao rồi thì những nhà đầu tư lớn họ chốt lời và họ chốt lời hoặc là những nhà đầu tư có lời thì chốt và khi mà chốt rồi thì bắt đầu là cái lượng cầu dần dần nó yếu đi và lượng cung dần dần nó tăng lên thì như vậy thì bắt đầu nó lại tiếp tục đẩy giá đi xuống và thường là khi mà cái chiều đi xuống và nhà đầu tư lớn họ chốt lời được rồi thì họ sẽ tranh thủ để cũng làm sao mà bán thêm những cái cổ phiếu để làm sao mà giúp cho cái quá trình giảm nó diễn ra nhanh hơn khiến cho nhà đầu tư thì có thể rơi vào những cái trạng thái thua lỗ và khi mà thua lỗ chán nản rồi thì họ bắt đầu có thể gom trở lại tiếp đến là L14 thì cũng chưa có điểm mua này thì đó là nhóm cổ phiếu về bất động sản Thế còn nhóm cổ phiếu về ở đây thì công điểm sẽ chuyển sang tiếp đi. Nhóm cổ phiếu về chứng khoán giai đoạn này thì sau trên sóng trước thì nó tăng khỏe rồi. Trên sóng này thì thấy nhóm cổ phiếu về chứng khoán này thì hơi yếu. Tuy nhiên thì vẫn có một vài cổ phiếu thì nó đang có những cái điểm mua ngắn nhưng mà dòng tiền nó cũng đang có chiều hướng hạn chế. VLD thì chưa có điểm mua mới trong khi SSI hôm nay kết phiên thì có rồi. Thế còn hôm trước thì có FTS thì có rồi, test lại này thì chúng ta vẫn có thể tham gia mua này. CTS cũng có rồi, Tết lại thì tham gia mua. Anh chị chú ý là những cái điểm mua vùng giá công điện chia sẻ ấy, thì thường là chúng ta đặt cắt lỗ khoảng 56% và mục tiêu lợi nhuận thì dĩ nhiên là tùy chen tùy sóng rồi. Bản chất là phải chờ tín hiệu bán để chúng ta mới bán. Ví dụ như ở đây tham gia mua trong cái lến này dĩ nhiên là không phải là tham gia mua trần mà có khi là đang tăng rồi nó đã có điểm mua rồi, ví dụ quanh vùng giá 24 mà bán là quanh những cái vùng giá 26.8 như vậy thì cũng được lợi nhuận 10% còn ở đây mua quanh những cái vùng 27.3 mà bán ở uh, quanh những cái vùng 29.2 được hạn như vậy cũng được khoảng lấy 7% thì như vậy là uh, những cái chen sóng này chúng ta chỉ cần tham gia mua bán đúng điểm là chúng ta đã có kỳ vọng để uh, kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường rồi cũng như là khi mà uh, có tín hiệu bán chúng ta tuân thủ kỷ luật thì chúng ta uh, sẽ có chiều hướng quản trị rủi ro rất là tốt để tồn tại lâu dài trên thị trường để kiếm lợi nhuận từ từ ở trên thị trường chứ uh, không phải là chúng ta kiếm lợi nhuận quá lớn sau đó lại mất quá nhiều và cuối cùng là không tồn tại được và chúng ta chán lặng và chúng ta bỏ chứng khoán SBS thì cũng trong những cái vùng có điểm mua này thì công nghiệm sẽ lướt qua thêm một vài những cái cổ phiếu khác OGS vẫn đang trong vùng có điểm mua ngắn hạn Thế còn những cái cổ phiếu khác như AGR chưa có điểm mua VDS thì nó cái điểm mua nó bị qua rồi BVS chưa có điểm mua này APG thì cái điểm mua nó cũng qua rồi. Còn những cái cổ phiếu bên dưới để thành quản thấp này, dầu khí ở đây thì sóng này thì thấy hơi yếu. Nếu mà xét về những cái tín hiệu về cái mặt chiều mua ấy thì với cổ phiếu BSR này khả năng là ngày mai sẽ có những cái tín hiệu mua ngắn hạn, tuy nhiên nó vẫn yếu hơn thị trường chung khá nhiều. PVD thì nó có khỏe hơn. Để nếu mà có mua đánh lướt ngắn thì chúng ta sẽ chú trọng PVD hơn hay là PVT cũng là cổ phiếu mà giá vùng giá vẫn còn đang tham gia mua được ở trong nhóm dầu khí. Thế còn những cái cổ phiếu như PAT nó có khỏe nhưng mà cái vùng giá mua thì cũng lỡ rồi. Thế còn những cái cổ phiếu khác thì yếu thì chúng ta có thể bỏ qua cũng được. Thì quan sát chờ đợi thêm vào giai đoạn sau này như PLX cũng chưa có điểm mua đâu. Phiên ngày hôm sau thì khả năng sẽ có những cái điểm mua ngắn hạn. Rồi, anh chưa có điểm mua. À PVB cũng vậy này. Thì à, nhóm cổ phiếu tiếp theo mà anh chị bạn quan tâm nhiều đó là nhóm cổ phiếu về ngân hàng thì giai đoạn này sóng ngân hàng tăng điểm hỗ trợ cho thị trường. Thế ở đây thì chúng ta sẽ chú trọng tới những cái cổ phiếu mà vẫn còn đang quanh những cái vùng có điểm mua. Còn Bank nó có khỏe thì nó cũng chạy mất rồi. Hay là ACB nó có khỏe thì nó cũng chạy rồi. Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ chú ý đến SHB trong những cái phiên dùng lắc giả hay là VIB thì hiện tại cũng có vẻ lỡ điểm mua rồi. Rồi Techcombank cũng hơi lỡ rồi. CTG cũng vậy. Như vậy là nhóm cổ phiếu về ngân hàng này nó tham gia về cái mặt điểm mua thì chúng ta không mua thì cuối cùng là nó cứ chạy luôn thì chúng ta bị lơ mất cái mặt điểm mua với những cái cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng thế đây là giai đoạn này thì nếu mà xét về SHB ở đây thì khả năng phiên sau thì dùng lắc giảm chút để còn quanh những cái vùng điểm mua hôm trước thì đang chờ những cái cổ phiếu như là uh, tích công Techcombank nó giảm chút để mà mua hay là CTG uh, hay là VIP nhưng mà nó cứ tăng lên thì như vậy thì chúng ta không tham gia được vào cái mặt điểm mua nên hôm nay thì chỉ có SHB là đang chuẩn điểm nhưng ngoài ra thì tiền phong banh thì khả năng là phiên hôm sau thì bắt đầu mới có điểm việt công banh hôm nay có điểm mua ngắn rồi à, msb thì chưa at banh thì nó vẫn đang duy trì tín hiệu mua hôm trước thôi bid thì cũng nó chỉ có một điểm mua như này anh chị chú ý là nếu mà trường hợp chúng ta backtest dữ liệu ấy mà chúng ta tham gia mua ở chuẩn cái điểm này và khi mà giả sử nó có tín hiệu bán thì chúng ta bán ở trên này chẳng hạn thì về lâu về dài chúng ta mới thu được lợi nhuận chứ còn nếu mà chúng ta backtest dữ liệu mà mua ở đoạn này sau đó thì chúng ta bán ở cái đoạn ở trên đỉnh này thì thường là nó sẽ không có những cái tín hiệu bán đâu thì có khi là chúng ta lại bán ở cái dòng những cái đoạn mà bên dưới dưới này hơn này thì như vậy thì về lâu về dài thì có thể là chúng ta mà không tuân thủ chuẩn những cái điểm mua thì về lâu về dài có thể là chúng ta chưa chắc đã đầu tư được hiệu quả khi mà cái điểm mua điểm bán của chúng ta nó không được chuẩn theo những cái phương pháp mà đã xây dựng hcb uh, chưa có điểm mua abb cũng chưa xác nhận về cái mặt điểm mua thì đó là những cái cổ phiếu ở trong nhóm cổ phiếu về ngân hàng ví dụ SSB này chưa bắt đáy được về trung hạn công nghiệp sẽ chuyển sang tiếp nhóm cổ phiếu ngành thép ngành thép ở đây thì đoạn này thì hôm trước thì cũng chia sẻ với anh chị là nó là những cái sóng mà chủ yếu là gặp kháng cự khá là mạnh nên là về cái mặt điểm mua ở đây thì chúng ta tham gia thì nó hơi lỡ một chút rồi nên là nhóm cổ phiếu ngành thép thì cũng không chú ý được có chú ý được để chú ý SMC này đang bắt đáy về chung dài hạn này thế còn về những cái nhóm ngành khác thì công nghệ không đi sâu vào mà ở đây thì chủ yếu là phân tích vào những cái nhóm ngành chính mà anh chị bạn quan tâm nhiều để chúng ta có thể nắm bắt được xem mà những cái nhóm ngành chính đang có những cái tín hiệu như nào thế còn anh chị nào mà giả sử chúng ta có phát sinh những cái câu hỏi ấy thì anh chị các bạn có thể tham gia cái zoom zalo cộng đồng bằng cái cách là quét cái mã Uh, qr code ở góc bên trái đây để tham gia cái zoom zalo cộng đồng thì anh chị hỏi đáp ở trên đó để công nhiệm sẽ hỗ trợ trả lời hết những cái câu hỏi của anh chị uh, cũng như là anh chị nào mà chúng ta uh, đang có nhu cầu uh, mở tài khoản chứng khoán hoặc là chúng ta đang đi tìm kiếm um, phương pháp đầu tư và tìm kiếm cái người hướng dẫn mà thấy cái phương pháp tư vấn hướng dẫn và công nghệ phù hợp để chúng ta có thể làm việc với nhau đồng hành với nhau ở trong quá trình đầu tư thì anh chị bạn có thể liên hệ với công nghệ mà số điện thoại trên màn hình để mở tài khoản giao dịch hoặc là chuyển ID giao dịch. À, công nhiệm rất là cảm ơn anh chị bạn đã quan tâm theo dõi video. À, xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn trong những cái buổi livestream và trong những cái video tiếp theo.